hai cái nhấc, mà nhấc hai tay hai cái luôn đi. Xem nào. Bình thường thôi, bình tĩnh thôi. Chậm thôi. Tìm cái bóng cây ngồi. Đấy. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì mình với bạn Đạt sẽ đi câu tôm. Giờ này bạn Đạt câu rất nhiều tôm nên rủ mình đi câu câu cùng. Đấy đấy. Bạn Đạt câu được mấy cân tôm rồi nhỉ? Cân. Cân. Ê đi. Ê. Kia kia. Kia còn mấy mấy thanh niên nữa. Đây đang câu tôm ở nhà thờ nhá. À nhà thờ rất là rộng luôn. Rồi. Ở đây câu không có các bạn ơi. Chuyển mấy ao này. Lấy nó khoai đội vào nhà cho nó mắc này. Một thằng câu còn một thằng đứng trên nắng. Mắc sướng. Nhà nhá. Rồi, con tôm đầu tiên. Đấy, bắt đi không nó rơi xuống ao đấy. Tháo gì rồi đó. Giữ ra không dám. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có các bạn này. Bạn Đạt. Cố lên nhá, lên rồi, lên rồi. Ôi lại dám rồi. Ghê đấy, ghê đấy. Nhớ ra không rơi xuống ao thì Ninh bỏ tầm thường thôi hả? Thêm một con nữa. Cái chỗ đấy nãy giờ ăn ba con đấy. Rồi lại một con nữa. Ấy, kiên trì một tí nãy về, nãy giờ về có phải là mất mấy con rồi không? Giờ con tối khi là nhiều, eo toàn bún thôi. Kinh quá chưa. Ngâm. Toàn bún là bún. Đo cao đo trước bị cao đầu phê đấy. Ủa lại ăn rồi, lại ăn rồi. Ú, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Cố lên nào. Lại thêm một con nữa rồi. Thì nó cứ đối với nhau vậy. Xem có được không nào. Từ từ thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Trời ơi lên ôi. Giờ lại còn nữa. Sau một thời gian kiên trì. Nãy giờ câu lên được khá nhiều. Không nhiều lắm nhưng mà đỡ thất vọng hơn lúc đầu. Lại còn nữa, vẫn là cái cần đấy. Ôi nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Đấy, tự nhiên giờ này nhiều thế. Sắp được nhiều đấy. Ôi, nãy giờ nhấc mỏi hết cả người rồi các bạn ơi. Chạy đi chạy lại đau hết cả bụng luôn. Lúc đầu nó không ăn rồi, bây giờ nó ăn kinh khủng. Nhưng mà nó ăn toàn con bé này là nhấc rất là khó. Đấy. Đấy. Cứ gần lên là nó lại rơi xuống. Con to thì được cái được luôn nhưng mà nếu con bé này nó ăn nhiều mệt người. Đấy là ăn này. Mà nhấc thì không nhấc được. Ôi nhấc nhầm cần rồi. Đây này. Con này thì giống cá hơn. Đúng cá rồi. Ờ cá là mất mồi luôn. Đấy lại ăn này. Vừa thả xong. Bọn tôm ti ti ngựa non háo đá. Đấy. Rất khó câu nhá. Đấy. Biết chút xíu. Rồi không biết con này. Nãy giờ ức chế lắm, phải câu bao nhiêu con mất rồi. Đã gần lên rồi mà nó lại vẫn rơi. Rồi, chết rồi. Đúng lúc mình quay rồi, nãy giờ quay kịp. Đây như cần này này. Đấy lại con nữa kìa. Ăn mắc nhiều. Câu tôm này kiên trì một tí nó ăn nhiều. Đây con nữa này. Với con lên, ô lại rơi rồi. Sau khi mấy thanh niên kia bỏ về thì ở đây ăn mắc nhiều. Ơ, ôi giời, lại rơi rồi. Phí thế, mình không nhớ được hết. Ôi ôi, hai cần ăn một lúc. Nhưng mà nó cũng chả được con nào. Ôi, lại ăn tiếp này. Không kịp, đội phản ứng, không kịp phản ứng. Rồi, các bạn có nhìn thấy phao của nó không? Đây này. Ăn đâu rồi, đấy. Nhỏ lắm, mấy con nhỏ câu chán. Mấy cái tuột thôi. Rồi, hết rồi. Đang đấy thằng kia nó vừa cầm lại một con câu. Đấy, cái tuột. Ui giời ơi, lôi hết cả phao đi rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
không, con này con này đều lắm. Đều ơi, thấy nhẹ nhẹ quá phải không? Được sức mõm luôn. Sức mõm đây là tôm nhưng mà nó cầm nó chỉ bám càng thôi. Chứ nó chưa bám chưa ăn. Tôi thả xuống vậy, thả xuống cho nó ăn, thả xuống cho nó ăn kệ nhé. Đoán vậy. Đoán là nó chỉ bám càng đấy thôi. Đâu? Từ nhớ con này lên đã. Ủa lên luôn. Lên luôn. Đâu nhớ con đấy đi, thả đây từ từ. Rồi. Tháo xong thì lại lấy được lại môi nói. Còn đâu ra? Chưa chắc là được đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ôi đây lại cần nữa này. Cua, cua. Ôi giời ơi. Vãi trưởng. Chán. Đây cần nữa này, không biết cần này còn gì đây nữa. Giống cá lắm, này nhưng mà giống tôm. Đấy rồi. Ơ ừ, hai cái nhấc, mày nhấc hai tay hai cái luôn đi. Xem nào. Bình thường thôi, bình tĩnh thôi. Chậm thôi. Nhử nó đi. Ấy, 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 xoay xoay vậy chắc chắn tôm. Ui giời ơi, chán. Gần được rồi. Ăn lại con này ăn nữa này. Nhấc mỏi tay. Được rồi em ơi. Sắp đến nồi rồi, sắp đến nồi rồi, cố lên, nha. Yeah. Nhẹ thế vẫn rời, chả ăn thật. Ô, cần kia lại ăn kìa đắt kìa. Mày bối ở người ta mà. Đây rửa rồi ạ. Vãi cứt gì ấy. Tôm này ăn mất dậy thật. Ý. Đây, lên chặt chim nhá. Chặt chim đặt nhá. Con này không lên là đặt chặt chim gà đi. Nhìn lên tuột bây giờ. Thôi bình tĩnh. Mất chim đi trời đấy. Mất tôm là mất chim rồi chết đi. Tó này của tó này. Lên đi, lên đi. Wow. Đấy, to phết. Được. Con này nhìn ngon này. Tối mát mát tôm này nhiều hơn. Rồi, con này được đấy, được đấy. Nó to. Wow. Wow. Hết chưa? Đây là một buổi chiều có tôm này. Lúc đầu thì nó không có nhưng mà lúc sau thì nó ăn một ít. Còn đỡ. Không lại mất công đi câu, một ngày đi câu mà không được cái gì. Chỗ này được mấy lạng? Chỗ này được 2 lạng không? Chụp lại tí gửi cho Ninh nhá. Về nhà rửa xong khá tối các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sơ chế cắt nó ra nhá. Để làm món tôm hấp coca. Đấy, chưa ăn bao giờ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử. Đây. Cắt xong được hẳn món này luôn. Thôi, nếm thử cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ đổ coca vào nhé các bạn. À, đây là... đây là cái gì? Pepsi Coca. Ừ, nhưng mà nó giống Coca thôi. Đây, xong xong lên. Hoặc là cũng xì cho bếp nhé. Ướp. Sẽ đổ vào. Ướp. Nhìn bò ngon hết. Nhìn đã không muốn ăn rồi. Không biết tí ăn không ngon không? Nào, xôi nhanh nào, xôi nhanh nào bé ơi. Ôi, còn đang nấu nó thành nó cái gì trên trên không biết. Đó, đỏ đỏ rồi. Nhưng mà nó... ừ, cái bên trên này giống như kiểu là cái đất của nó ấy. Đất nó nổi lên này, kinh chưa? Rồi, xong rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi. Rồi mình vớt ra cái đĩa này. Xem nào, xem có ngon không nào. Ôi chà chà. Đĩa tròn tròn này tầm 4 giá, có khi lại ngon hơn. Mình vẫn quyết tâm thử nó mới được. Và... cầu thì nó to mà bây giờ nhìn nó bé tí vẫn biết. Nhìn như có tép vậy. Bạn chiêm ngưỡng đĩa tôm của mình đây. Chua, nhìn ngon chưa nè. Chả ngon gì nhỉ, nó nâu nâu nữa. Thì mình sẽ ăn thử cho mẹ ăn thử xem nó như thế nào nhé. Quên mất, nếm thử xem cái nước nấu tôm này nó sẽ có cái vị gì.
Nâu nâu rồi. Ôi, toàn định mà thôi, chết toài rồi. Ôi, bừng ngon và tanh. Chết rồi, thôi phải ăn thử ngay. Ăn thử ngay bây giờ. Ý, em vừa ngọt vừa tanh nhá cơ, ghê thế. Đó, thử nhận nhá. Chả thấy bị ngọt, ừ, hơi vừa ngọt. Ăn toàn bị đường thôi. Tôm chấm đường đấy. Không ngọt. Tí chắc phải chấm tương ớt thì ăn mới tạm được. Tương ớt lẫn đường nó ăn ngon hơn. Ừ, ngon thì ăn với tương ớt. Hoặc ăn tôm tươi này là ngon rồi. Có tôm mà ăn là ngon rồi. Không phải làm nhiều. Đói lắm rồi. Lô coca xong đấy. Đã ăn thử nào. Sao? Sao? Đấm chết giờ. Tinh linh tinh ơi. Nấu ngon thế. Đấm chết giờ. Để em ăn thử nào. Em thử món mẹ ăn thử món tôm hấp coca của hai con trai nấu. Đi câu về nấu. Đấy con cho tương ớt rồi. Hả? Cho tương ớt rồi. Mắm hả? Hả? Cho rồi à? Ừ. Ăn nào. Chúng ta cùng ăn nào. Mẹ ăn thử thế nào. Ăn thử cảm nhận thế nào. Ô, thiếu đôi à? Dùng đôi đi cả. Đâu, ăn nó như nào? Gần gần. Không khen là sao không cho ăn nữa. Ngọt ngon. Con ăn chả ngon gì. Phải chấm tương ớt thì mới ăn được không thì chả ăn được. Ngọt nhưng mà mỗi tuổi đang nghĩa phải cho thêm muối à. Đập. Đúng rồi, chấm quên, quên cho muối. Ngọt lắm. Đẹp. Mời các bạn ăn cơm với mình nhá. Kết thúc bây giờ đây, một ngày đi câu tôm về. Mày ăn cơm nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Ok, mình đi ăn cơm đây. Bye bye.